Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Panasonic AU520. Đây là đầu M2 portable. Máy này có một cái lỗi kinh điển, đó là lỗi slug. Thì tôi mua 5 máy thì cả 5 máy đều bị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hiện tượng của nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cắm nguồn DC vào và test máy. Giờ tôi bật nguồn lên nè. Đồng hồ LCD vẫn lên bình thường và đèn nền của 4 lít VU vẫn lên bình thường. Bây giờ tôi bấm Reset nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho cuốn băng vào. Máy sẽ load in. Sau khoảng thời gian thì máy sẽ nhấp nháy cái đèn slush. Và sau đó chúng ta sẽ không bấm được bất cứ những cái phím nào khác. Chúng ta chỉ có thể bấm Reset mà thôi. Bấm Reset để lấy băng ra. Chúng ta làm lại nè. Cho băng vào. Máy đang load in. Xong khoảng thời gian là cái đèn sách này nó lại báo nè. Sau đó máy sẽ unlocking và ở trạng thái là báo lỗi nè. Chúng ta không thể nào mà bấm được bất kỳ những cái phím nào cả, trừ phím reset để lấy băng ra mà thôi. Thì tôi cũng đã tra cái lỗi của máy rồi. Cái lỗi slug này nó bảo là cái băng này bị trùng, sợi băng này bị trùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở xem bên trong của máy. Bây giờ chúng ta sẽ test lại máy để xem hiện tượng. Bây giờ tôi bấm reset nè để cho hộp băng vô lên. Sau đó chúng ta sẽ cho con băng vào. Máy sẽ load in. Sau khi load in xong khoảng vài giây thì máy sẽ báo lỗi. Và sau đó sẽ tự unlock in. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra và chúng ta sẽ cùng sửa máy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa máy. Chúng ta sẽ tháo mặt dưới của máy ra. Những cái lỗi này liên quan về sạc vô nha các bạn. Liên quan về sạc vô là cắp xăng, rồi lực căng băng, những sensor căng băng. Những thiết bị này hoạt động phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Nếu như có một thành phần hoạt động không đúng thì nó sẽ gây ra hiện tượng là băng bị trùng và nó sẽ báo lỗi slug. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến mạch sạc vô. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống. Đây chính là cái phần tấm tre của pin. Chúng ta sẽ không quan tâm đến tấm này. Chúng ta sẽ rút cái connector này ra. Đây chính là cái connector của cái quạt giải nhiệt. Đây này các bạn. Đây chính là cái quạt giải nhiệt. Và đây chính là mạch sạc vô. Mà sạc vô này nó để bên hông.
Thì như thế này, cái mạch sạc vô của M2 là một cái hệ thống cực kỳ phức tạp. Nó bao gồm liên quan về capstan, về rum, về hai cái rìu cuốn băng và rất nhiều sensor căng băng. Hệ thống sạc vô của M2 có thể nói là rất là phức tạp. Thì đây chính là cái mạch thực hiện chức năng sạc vô. Nó sẽ điều khiển capstan, rum và hệ thống hai rìu cuốn băng sao cho cái lực căng băng được như mong muốn. Thì nếu như có một cái thành phần trong máy nó hoạt động không đúng thì máy sẽ báo lỗi slack. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ với các bạn về cái cấu trúc của cái mạch sạc vô này. Thì trên đây nó sẽ có 4 con IC driver. Con IC thứ nhất là AN3821K. Con này dùng để lái cái motor rum. Và con thứ hai cũng chính là AN3821K luôn. Con này dùng để lái capstan. Thì đối với những máy Panasonic á, thì hay sử dụng hai IC này. Kể cả những máy dân dụng cũng hay dùng hai IC này. Phía bên phải đây có hai IC driver khác là AN3830K. Hai IC này dùng để lái cái động cơ reel. Ở đây có một cái khối súp sạc vô. Nó là một cái tấm mạch nhỏ được cắm trên tấm mạch to. Nó có chức năng là điều khiển tất cả các hoạt động của hệ thống. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái cấu trúc nó như thế nào. Vì cái mạch này có kích thước rất là nhỏ cho nên là họ bắt buộc là họ phải sử dụng mạch nhiều tầng ha. Họ cắm những cái mạch phụ như trên trên này để tiết kiệm diện tích. Thì chúng ta thấy là đây nó có hai IC sạc vô. Hay nó có khác, nó chỉ là con vi điều khiển. Con hai con này sẽ có tác dụng là điều khiển tất cả các hoạt động sạc vô của hệ thống. Nó chỉ là cái bộ não của mạch sạc vô mà thôi. Còn những con IC driver này sẽ là có chức năng là điều khiển cái motor. Nó chỉ là mạch động lực. Nhưng mà thấy là những cái dắt này nó mạ vàng ha. Tại vì những cái mạch này được cắm với nhau nè, hai cái hàng connector này cắm với nhau. Nó có khả năng là gây ra cái hiện tượng là tiếp xúc không tốt cho nên là họ đã mạ vàng những cái connector này. Đây chính là mạch súp sạc vô. Trên đây có rất nhiều những cái TB và những cái biến trở khác dùng để đo kiểm tra và chỉnh các thông số của mạch sạc vô. Thì cái mạch này khá phức tạp cho nên là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục luôn. Tại vì cái việc mà tìm dò mạch rất là lâu trong clip này không thể nào mà trình bày hết được. Thì chúng ta thấy nè. Ở đây nó có con IC AN3821K. Con IC này sẽ có tác dụng là lái động cơ rum. Và nếu mà cái vị trí cái tấm cover này thì nó ngay cái tấm tản ngay cái quạt tản nhiệt luôn các bạn. Đây ngay cái quạt tản nhiệt nè. Cho nên là cái khu vực này rất là nóng và khiến cho những cái tụ này đã bị chảy nước rồi. Những cái tụ này có chất lượng rất là kém, đặc biệt là những cái tụ của máy Panasonic. Tôi rất là ghét những cái tụ này. Không chỉ máy Panasonic mà ngay cả những máy Nacinam đời cổ cũng bị những cái tụ rất là kém chất lượng. Nếu mà hoạt động trong môi trường nhiệt nóng và sau một khoảng thời gian là dài nó sẽ bị kém tuổi thọ ngay. Đây nè, những cái tụ như này nè. Đây cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay những cái tụ này. Khi sửa những máy AU520 lần trước, tôi cũng đo tín hiệu. Đo tín hiệu một hồi lòng vòng nó cũng về những cái tụ này thôi. Lòng vòng cũng về nguyên nhân là do những cái tụ này. Cho nên bây giờ theo kinh nghiệm thì cái lỗ slack thì chúng ta sẽ thay những cái tụ này mà thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Máy login thành công và không báo lỗi slash nữa. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Máy lên ảnh rất là đẹp quý vị. Đẹp ngang ngửa như Betacam SP vậy. Vậy là máy của chúng ta đã sửa xong. Chỉ việc thay 8 cái tụ là máy đã chạy ngon lành. Thì các bạn có thể thấy là thay 8 cái tụ nó có thể là quá đơn giản. Tuy nhiên thì đây là chỉ là cái máy thứ 5 mà tôi sửa. Còn 4 cái máy đầu á thì tôi phải đo tín hiệu rất là khó khăn, rất là vất vả mới tìm được những cái lỗi này. Mới tìm ra 8 cái tụ hỏng. Cho nên là máy thứ 5 này tôi chỉ việc là dựa vào kinh nghiệm mà thay 8 cái tụ của thôi, không cần phải đo tín hiệu nữa. Máy này là một trong những model rất hiếm và đắt tiền. Hiện nay ở nước ngoài họ săn đòi rất là nhiều. Trong những clip tới tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một số cách khắc phục những cái lỗi phổ biến ở những cái máy khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.